Chào tất cả các bạn nhé. Trung Bonsai đang có mặt tại Sầm Sơn và đặc biệt là có một tác phẩm núi bằng đá quý đây của anh Hoàng Anh, một trong những người rất nổi tiếng mà cũng có rất nhiều anh em ở trong nước và ngoài nước đã từng đến và đã chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh rồi. Chào sếp nhá. Đây là một tác phẩm bằng đá ruby nhỉ? Đá ruby. Có thể giới thiệu qua một chút cho anh em người ta hiểu cũng như chưa hiểu người ta biết được tác phẩm này không? Tác phẩm này làm hoàn toàn bằng từ đá ruby, cốt của nó bằng khoảng tầm 2 tấn đá gốc ruby. Đấy. Những đá gốc ruby thì tuy màu không đỏ nhưng nó có từ trường năng lượng thì nó không khác gì đá ruby tinh thể nhỏ. Khoảng 2 tạ. Tầm mắt, 2 tạ những cái mắt tinh thể ruby này. Đây nhanh em ấy, tầm 2 tạ mắt ruby này nhá. Đây, toàn đá quý đây nhá chứ không phải là những cái mắt này nếu bỏ một viên ra đều có thể làm được những đồ trang sức giống như tôi đang đeo. À đây. Đây đây anh em. Anh em được chiêm ngưỡng trực tiếp đây anh Hoàng, anh đang đeo những cái tác phẩm như thế này bằng đá này đây đúng không? Đúng rồi, toàn bộ chủ bằng những cái đá có thể làm được trang đồ trang sức ạ. Đây rồi, rất là đẹp. Tên tác phẩm là Mẫu Tử Sơn. Mẫu Tử Sơn à. Giá trị của tác phẩm thì mình có thể ướm được tầm bao nhiêu viên đá mình có thể ghép lên trên này được không? Tại vì rất nhiều rồi này, mặt trước mặt sau, chứ là số lượng đá. Số lượng đá thì mình tính được về cái giá trị là mua vào ấy, mua nguyên tiền nguyên liệu mua vào khoảng tầm 2 tỷ tiền đá. Đấy nhá. Còn chưa kể công sức còn rất nhiều nữa nha anh em. Thì thực sự là ai hiểu biết được cái giá trị đích thực của cái hòn non bộ này thì với biết được. Tại vì theo Trung Bonsai thì với một số anh em yêu cây cảnh thì rất là đam mê, nhưng mà chưa biết được giá thực thì hôm nay gặp anh Hoàng Anh, một trong những người con của Hương Nga Sơn rất nổi tiếng trên truyền hình rồi, thì hôm nay sẽ chia sẻ với anh em một cái tác phẩm có 102 tại triển lãm Sầm Sơn này nhá. Thì giá trên 2 tỷ nhỉ. Hoàng Anh có thể đọc số điện thoại, có thể đọc số điện thoại cho anh em có thể tham khảo nhỉ. 0982 601 111 113 nhé. Trung Bonsai cũng cho chạy trên màn hình để anh em có thể liên lạc trực tiếp cũng như tham khảo một số đá quý, đá phong thủy cũng như là để anh Hoàng anh tư vấn. Anh em đi tiếp theo đến khu bên cạnh đây còn rất nhiều. Đi về bên này ngắm tiếp. Đầu đi đến tới những cái non bộ mini. Toàn bộ tranh đá quý và non bộ mini và những cái gốc ruby đây là của Hoàng Anh đưa đi. Đây nha anh em nhé. Những cái gian hàng này là của anh Hoàng anh đưa đi để trưng bày là chính. Hôm nay nắng rất to. Cho anh em chiêm ngưỡng cái nhìn cụ thể hơn. Đây, tác phẩm đầu tiên. Đặt trên cái khay đẹp nhỉ. Cái này chắc mất rất nhiều công phu nhỉ. Từ cách săn đá rồi cách làm nên cho tác phẩm này. Có anh em. Cái này cũng là bằng đá quý đó không ạ? Tất cả bằng đá quý hết đây ạ. Đây những bức tranh này bằng đá quý hết. Tất cả bằng đá quý hết. Hả, lồng lẫy luôn. Đây. Anh em chiêm ngưỡng gian bên trong đây. Đấy, như bức hoa đào kia có giá khoảng tầm 150 triệu ạ. Bức đây gì? Đúng, bức hoa đào. Bức chính giữa đây có giá khoảng tầm 150 triệu. Ăn đá quý ruby hết. Không, cái phần quang đi. Không thể thiếu cây được, đặc biệt là cây Huyền Phục Vũ của Bắc Cường, một trong những siêu phẩm mang về chính giữa đây. Thì do là nắng to quá là Trung Bonsai sẽ chỉ quay qua thôi. Để chờ một tí nữa thì mình sẽ quay chi tiết tác phẩm gửi tới tất cả anh em không đến được Sầm Sơn có thể nhìn được cái nhìn cụ thể hơn. Những bức tranh đá quý, đá ruby bỏ ra vài trăm triệu là có thể sở hữu được những tác phẩm này rồi. Bà có anh đi tìm cây bà cho anh cây cây một con vạn bà là cũng giải cành ở dưới á. Hai cây.
Em có một viên tùng tròn này này, có cao to cơ. Và một cái tùng nó cái cây là một. Lấy được rồi. Thằng em ấy này lấy trên đây chứ. Khi nào mang đi đây cho 10 ngày cơ mà. À được rồi, mang về nhà. Cá đó. Ngon. Mang đi. Rồi, bà. Đi thăm chứ đi. Để tới ngoài cầm bà đây. Em biết cũng không quay được. Cái màu... Cái màu này bán cho tao. Hai con này nhiều tiền không Hoàng? Hòn đây 200. Còn kia 120. Đây nhá. Còn đỏ hơn 200. Có cái viên ruby nào đắt nhất vậy em? Nhỏ nhỏ thôi. Anh dùng rồi anh. Anh quay. Xem quay nó tí. Chiêm ngưỡng đi. Quay luôn này. Là hàng quý đấy. Ngồi. Anh em này nhá. Nhỏ như này thôi nhưng mà chắc không. Không nhỏ tiền đâu. Hộp này bao tiền? Hộp này khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Bao tiền nhỉ em nhỉ? Cả hộp này. Khoảng 40. Khoảng 40 triệu. 40 triệu. Cũng là rẻ. Hợp lý, bán giá hợp lý đó. Đấy, bán giá hợp lý. Đặc biệt là Sầm Sơn có những gian hàng như này để anh em có thể tha hồ lựa chọn nhé. 150 triệu. Đó. Ông cho anh em xem 150 triệu đây. Có con này thôi này. Cảm ơn nha. Non bộ kia là nhận 250 triệu. Đó anh. Như này 250 triệu. Mấy thầy đấy trên non bộ ấy. Đấy. Đá xanh không? Đá xanh. Nheo xanh. 250 triệu. Tôi có hòn không biết bao nhiêu tiền nó đang cất, không biết bao nhiêu tiền. Mẹ đêm qua nó có cái đêm quay lại với những tác phẩm bonsai có 102 của triển lãm. Quá là đẹp luôn. Do là ngược sáng nên là mình chỉ quay lướt qua thôi. Còn rất nhiều tác phẩm đẹp nhé. Đặc biệt là những tác phẩm như thế này. Để quay cho anh em chiêm ngưỡng lại. Tác phẩm này của anh Vũ Vô. Anh Vũ Tuấn Khang. Tuấn Khanh. Số điện thoại là 0912 025 455. Số điện thoại cũng rất đẹp. Đặc biệt là chủ sở hữu cây, một cái cây xanh Nam Điền như này thì chắc là rất nhiều tiền. Quá là đẹp luôn. Bác Cường đưa đến tác phẩm như này thì anh em có thể. Số điện thoại của bác là 086 921 1957. Nhưng năm nào chưa chiêm ngưỡng được tác phẩm của bác Cường thì ta có thể về trực tiếp nhé, cũng như có thể thông qua kênh Trung Ngọc Sai chiêm ngưỡng kỹ hơn.
siêu phẩm. Lên YouTube luôn á. YouTube mơ. Đúng anh. Đúng rồi. Con điểm gì con phải chỉnh sửa không các anh? Chịu rồi anh ạ. Chịu thôi à? Đấy là một số anh em cũng yêu cây cảnh, cũng đam mê nhá. Cũng đã nói là chịu rồi. Không thể không còn cái gì cần phải chỉnh sửa nữa. Thì Trung Bonsai cũng xin dừng video ở đây để chuyển sang một video tiếp theo. Anh em chờ đón xem và nhớ nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi toàn cảnh triển lãm Sầm Sơn sẽ diễn ra. Xin thân ái chào tạm biệt. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.